Để mình giao ấy. Cái trận vừa rồi anh với em ép trên ấy. Bin họa vàng. Sớm đi, chuyền. Báo kìa. Tốt rồi. Tốt rồi. Kìm cái chân xuống là được. Go. Anh báo kìa. Về ba. Chiều luôn rồi. Thẳng cái gôn vào. Thanh Nguyên này anh cũng thua. Ba ra đây luôn rồi. Tí người. Gôn ra phải hô lên cho thỏng ấy chứ. À cánh ấy. Đây, số 7 đây. Chết. Bắt cánh đây. Chọc đi. Hiện bên đây này. Lỗi tại ơi. Sớm đi.
Để tao ôm người ấy. Anh em ơi. Quay luôn. Báo kìa. Vút được anh ơi, vút đi. Mất chết. Ơi, ăn không? Ra giữa. Câu lên cho công kìa. Chạy đi. Ra đi. Lên đi, anh vút được. Vút chết thôi anh Vũ ơi, chết thôi, căng cột 2 thôi. Cố lên đi. Rồi đúng rồi, được rồi. Ô, trúng bóng à. Anh vào đúng bóng, quả đấy luôn. Cái đúng bóng à. Thôi rồi, quả đi, nghe tài. Tất cả nghe tài. Ăn một quả là vào rồi. Thầy ra không thầy vào nhá. Phóng lên. Đúng rồi. Công của Sa kìa. Nhanh. Về. Bên kia kìa. Tuyên bên kia luôn.
mất bên kia kìa. Đây. Lên đi. Làm lại. Anh Hiệp ơi. Phát lên Minh ơi. Hai quả lên trên rồi đấy. Nhanh kìa, đá vạch vàng, nhớ đá vạch vàng. Tí người. Giữa này. Hết côn. Đá ra mà lại van góc à? Đá đi, nghe tay. Cột 2 Tuyên ơi. Nhìn báo rồi anh cứ kêu cột 2. Rồi nhìn báo. Bảo ơi, hôm nay sao vậy Bảo ơi? Mình cá. Rồi đấy Vinny. Tiền đạo răng cứ đứng nhiều chỗ. Tận dụng đi. Xem người, thiếu người. Chết đấy nhá, chết con nhá. Một đuổi.
giữa ngoáy vừa với chuyền đấy nhá. Ba. Tì thì ép người ta đã làm tường thì ép người ta ra. Giật về, Vũ nhà, Vũ Nam ơi. Rồi đúng rồi. Ăn đi. Nam này. Treo vào. Khỏe hơn đi. Đá đi, thời gian đang nhiều, đá đi. Chậm lại đi. Gôn kìa. Phát lên. Đạp chân người ta góc sau rồi. Mất chết. Tay. Thoải mái đi. Đá con này luôn. Lùi nào. Lùi này, thế này. Đúng rồi. Đá đi, đánh nhiều thời gian đá đi. Đá đi cho nó chạm cái ăn thẻ luôn. Điều vào luôn. Tốt. Đi.
Chạy đâu? Phát lên. Cầm đây. Rồi, lấy quả biên. Nhẹ ơi, Tuyến ơi. Nhanh. Chỗ vào côn. Xúc vào đi. Sao nó đá như quả cầu trời ấy nhỉ? Hai phút nữa, cố lên. Phần gì tam nào? Gồn ơi. Tay. Phất lên. Tí người lấy pin. À. Đấy, cái gì nhé? Phật Duy Tham nào? Mất chết.